Tôi là Ivo Nano và tôi được sinh ra với đầy màu sắc. Tôi có 4 sự kết hợp màu sắc để bạn có thể lựa chọn và bạn có thể gập gọn vào cho tôi vào túi. Tôi có thể dễ dàng gập gọn về tôi là máy bay không người lái chụp ảnh tự sướng thông minh thu nhỏ của bạn. Tôi có thể đi bất cứ đâu, tôi có một khẩu độ lớn f1.9 và một cảm biến CMOS 0.8 inch cho phép tôi thu thập nhiều ánh sáng hơn với camera 4K HDR của mình. Bạn có thể ghi lại rõ ràng vẻ đẹp của cuộc sống. Sử dụng tôi để chụp ảnh tự sướng bằng một cú nhấp mà thôi, chụp ảnh toàn cảnh, trung bình hoặc cận cảnh. Đưa tôi lên theo cách của bạn muốn và ra lệnh cho tôi tự động theo dõi các đối tượng. Pin của tôi cho bạn tự do chỉ huy bầu trời trong gần 30 phút cơ. Nếu bạn muốn thay đổi góc độ chỉ cần một cú nhấp, đông tây nam bắc chỉ cần bạn cho tôi biết bạn muốn tôi đi đâu. Chỉ với 249g, tôi có thể ở bên bạn trong mọi hành trình của bạn. Tôi có thể tự động tránh các chướng ngại vật ở phía trước và cả ở phía dưới nữa. Lấy nét tự động nhanh chóng giúp bạn có thể chụp ảnh rất nhanh. Nếu đây là lần đầu tiên của bạn với tư cách là một phi công, bạn đừng lo lắng. Chỉ cần nhấp vào một nút và tôi sẽ thực hiện tất cả các thao tác một cách nhẹ nhàng để có thể làm mờ đi hiệu ứng quỹ đạo hay hiệu ứng tên lửa và hoàn thành việc chụp ảnh cũng như quay video của bạn và tải lên ở kết nối không dây với tốc độ lên tới 160 Mbps/s. Sau đó có thể tạo video cực đẹp với các mẫu tạo sẵn để bạn có thể chỉnh sửa và chia sẻ nó trong vài giây với tính năng truyền video qua Skylink một cách tự động và bạn có thể thực hiện hình ảnh mọi lúc mọi nơi. Và tôi là Ivo Nano, máy bay không người lái chụp ảnh tự sướng mini thông minh của bạn.